Và cũng nhờ đó mà người ta biết đến chân dung của một luật sư trẻ đáng kính trọng, Võ An Đôn. Hãy hình dung vào 10 năm trước, nếu vụ án oan này xảy ra mà không có Internet, có lẽ số phận gia đình của nạn nhân Ngô Thanh Kiều sẽ nguy nan biết mấy trước sự bao che, cấu kết lộ rõ ở vùng đất đó. Và luật sư Võ An Đôn chắc cũng sẽ bị xô vào một góc tối khác, nơi công lý chỉ còn một hình hài rách rưới và cam chịu. Có thể anh Võ An Đôn cũng có một trái tim bình thường như mọi con người khác. Anh cũng biết sợ hãi và biết mình đang đối diện với điều gì. Khi bị cáo công an Lê Minh Phát nổi giận, đạp ghế và chửi bới trước tòa khi nghe án tù 6 năm của mình cho tội giết người, nhiều người đã lo sợ, và chắc anh Võ An Đôn cũng có một tích tắc bất an nào đó. Ai cũng hiểu hành động của viên công an giới thiệu một bộ mặt khác của Phú Yên, nơi công an là trời, là núi cao, là cát cứ trong sự sợ hãi của dân chúng. Cú đạp của viên công an chỉ là sự bày tỏ rằng vì sao có một loại công lý nào đó có thể chạm được đến họ. Vụ án kết thúc, nhưng đến năm 2015, cuộc trả thù đánh với vẫn dai dẳng khi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên loay hoay tìm cách rút thẻ hành nghề của luật sư Võ An Đô, thậm chí đòi thanh tra nơi làm việc của luật sư Đô để quét nhà ra rác. Nhưng may sao, câu chuyện này với các mặt phải trái của nó đã nhiều đến mức mọi người đứng về vị luật sư cô đơn ngay trên quê mẹ của mình. Bộ mặt quyền lực cát cứ và dẫm đạp lên cả đồng loại mình bị xét toạc ra, lộ ra dòi bỏ nhung nhúc trong đó. Nhưng cũng từ đó, những người biết chuyện lại thêm sự lo ngại, rằng cuộc chiến đó chưa yên, quyền lực đó vẫn sẽ âm mưu phục kích công dân tử tế của mình một ngày nào đó để kiểm soát mọi thứ. Tôi chưa một lần gặp mặt luật sư Đôn, chỉ thấy anh qua hình ảnh, trong sự rắn rỏi và quyết liệt của anh, dường như tôi còn nhìn thấy sự liều chết của một kẻ đánh bom, muốn phá tan các bức tường che đậy tội ác, bức đứt những bàn tay nắm chặt với nhau vượt qua các giá trị luân lý và nhân tính. Hôm nay, một phần bóng tối đó bị đẩy lùi không chỉ bằng sự cao quý trong trái tim luật sư Đô, mà còn cả truyền thông nhà nước lẫn tự do cũng lên tiếng. Internet mang đi xa câu chuyện nhức nhối đó, các câu chuyện cà phê chia sẻ mạnh mẽ hơn. Sài Gòn xa Phú Yên hàng trăm cây số, nhưng gần bởi cùng sự căm giận cho số phận con người. Những buổi sáng trôi qua chậm chậm, giật mình lại thấy đã cuối năm. Những câu chuyện từ Internet thì dồn dập đến mức khó mà nhớ hết được, nhất là khi mảnh đất Việt Nam này, sáng nào mà không đọc thấy một chuyện đáng ngậm ngùi. Trong tập cuối bộ phim Rurouni Kenshin, thầy của Tây Lãng Khách Sát Thủ đã nói rằng, sao nhìn con như đang mang giùm nỗi đau cho cả đất nước này vậy? Nhìn mặt của nhiều người tiếp nhận tin tức buổi sáng cà phê hôm qua và hôm nay, vẫn có thể thấy được những điều u uất đó lởn vởn chung quanh. Nhưng nếu không là vậy, hóa ra chúng ta đã trở thành loài súc vật công cụ vô tri sao? Tôi chép lại câu chuyện này như một thứ nhật ký, bằng một niềm hy vọng nhen nhúm. Những ghi chép này như một thứ nhật Internet, ghi lại sức mạnh của chính nó, ghi lại con người đã ra sao từ đó, và ghi lại một phần những câu chuyện không bao giờ được quên lãng trên đất nước này. Đây là một lời cảm ơn thầm lặng của tôi đến luật sư Võ An Đôn, và chia sẻ đến gia đình của nạn nhân Ngô Thanh Kiều. Và đây cũng là lời cảm ơn đến những ai đã từng chia sẻ câu chuyện này, và biến nó thành một sức mạnh công lý của chúng ta.